người giang chưa không bao giờ vui như dòng suối tình em mãi. Có anh và em, còn ai nữa đã yêu nhau trong một đời. Chuyện mình ta một chiều dừng trong chú mưa, ta bên nhau công viên lá đổ. Chưa quen mà sao tình như đã dấu ngoài, con nghe trời làm mưa tuôn nên kia đứng xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi để sau. Tình vừa nồng thì vừa đưa tình xót xa, em ra đi về bên kia con đời sẽ tan lặng buồn trong lòng phố vắng, không em âm thầm. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn một bài điệu bolero, đó là bài Dấu Chân Kỷ Niệm ở tông Si Thứ. Thì thời gian vừa qua thì tôi có bận công việc cho nên là cũng khá lâu tôi chưa có up được cái clip mà hướng dẫn. Thì cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ chơi điệu bolero ở tông Si Thứ, bài Dấu Chân Kỷ Niệm. Các bạn hãy download cái file ký âm ngay ở phía dưới cái video clip này.
tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Trước tiên là các cái hợp âm thì chúng ta cũng đã làm quen với nhiều cái bài si thứ rồi, cho nên tôi nói nhanh qua ha. Thì chúng ta có hợp âm si thứ ở đây. Và có thể bấm ở đây, hợp âm si thứ. Ngón trỏ chúng ta ở ngăn số 7 các bạn. Bấm theo giống như là thứ, tức là la ở đây lên si. Còn trong quá trình chúng ta solo hay là intro, chúng ta có thể sử dụng hợp âm tắt, hay là bấm tắt như thế này. Thế là dùng 6 ngón, à 6 dây, ở đây thì chúng ta bấm 3 dây. Rồi, cái bậc 4 của chúng ta, si, do, re, mi, chúng ta có mi thứ. Hay là chúng ta bấm ở ngăn 7 luôn, nhưng mà bấm giống như hợp âm re thứ. Tức là đây là re qua mi. Rồi bậc 5 chúng ta có hợp âm pha thăng 7. Pha thăng 7 này thì đôi lúc ở trong intro hay là gian tấu thì đôi lúc mình có sử dụng cái nó pha, cho nên có khi tôi cũng bấm pha thăng trưởng ở chỗ này nha các bạn. Cái đó vấn đề đó không sao, khi các bạn điện thì các bạn mới nghe nó hơi khác, còn trong quá trình chúng ta intro hay là gian tấu thì chúng ta có thể sử dụng pha trưởng, pha thăng trưởng thay thế cho pha thăng 7, bởi vì nó có pha thăng trưởng, nó có nốt pha ở đây. Còn pha thăng 7 chúng ta không nghe được nốt pha, cho nên đôi lúc nó nghe không hay. Rồi bậc 3 chúng ta có rê trưởng, có thể bấm ở đây hoặc có thể bấm ở chỗ này. Bậc 6 chúng ta có son trưởng, và bậc 7 chúng ta có la trưởng, hay là bấm ở đây. Ngoài la trưởng chúng ta cũng có sử dụng hợp âm la 7. Hợp âm la 7 có thể bấm như thế này hoặc là bấm như thế này. Rồi, chúng ta sang cái phần intro các bạn. Intro ở đây chúng ta có tổng cộng là 9 nhịp, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng nhịp một. Rồi, nhịp đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nốt liếng từ la qua si. La 1 qua si 1. Đây các bạn. À, đấy là nốt này là nốt la qua si, hoặc chúng ta đàn si không cũng được, nhưng mà chúng ta vuốt thì nó nghe hay hơn, hoặc là vuốt ở phía trong đây cũng được chứ không nhất thiết phải nghe nó la. Đây các bạn. Rồi coi như đây là nốt si nha, nhưng mà nốt liếng, nốt vuốt á, tức là chữ V của tôi là ý nghĩa là chúng ta vuốt á các bạn. V là vuốt. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có là si, pha thăng, la 2 nè, đây là pha 2 thăng, la si, thế là la, pha, la, si, pha thăng nhé các bạn. Chúng ta 4 phách, 4 nốt. À, giống như cái chữ là truyền tình đôi mươi. Rồi, nhịp số 2 thì chúng ta bấm si thứ, có thể bấm tắt thế này, có thể bấm đầy đủ tùy các bạn. Thì chúng ta cũng không có dùng tới dây bass trên, cho nên chúng ta có thể bấm tắt như thế này. 4, 3, 2, 1 có nghĩa là các bạn rải nha, giống như là cái chữ thread nha. À, nhịp số 2 ha. À, như vậy giống như chúng ta đánh một cái điệu. À, một cái điệu trát chất bùm chất bùm chất bùm. À, đó là nhịp số 2. Nhịp số 3 thì chúng ta có tiếp tục là si chỉ ha. Si pha pha son, à pha lá nha, si pha pha lá pha mi. Ở đây chúng ta có nốt luyến 27 sang 20. Nghe lại các bạn. Rồi đó là nhịp số 3. Nhịp số 4 thì chúng ta cũng đánh một điệu, một nhịp của cái điệu đó, trát chất bùm chất bùm chất bùm, nhưng mà chúng ta bấm mi thứ.
như vậy bát dây 6, bát dây 5. Hai lần bát dây 6, một lần bát dây 5. Còn hồi nãy ở si thứ các bạn đánh hai lần bát dây 5, một lần bát dây 4, tại nốt si nó nằm ngay nơi dây 4. Còn nếu chúng ta đã đánh bát si trên đây thì chúng ta không có cái bát thấp hơn, cho nên chúng ta đánh dây 5, dây 4. Còn ở mi thứ này chúng ta đã đánh bát dây 6, dây 5. Đó là nhịp số 4. Nhịp số 5. Si fa mi, mi fa si, a mi do re si. Fa luôn lưu ý, fa ở nốt 27 này là fa thăng nha các bạn. Nghe lại. Rồi, nhịp số 6 chúng ta cũng bấm si thứ giống như nãy nhưng mà chúng ta đánh nửa phát thôi. À, tra chất si re mi fa. Nhịp số 6 lại. Chỗ nào nghe dấu sao là nó khớp với cái nhịp chân nha các bạn. Còn cái nào không có nghe dấu sao tức là chúng ta đánh trước nhịp chân. Đó là nhịp số 6. Nhịp số 7 thì chúng ta bấm rê trưởng. Cho nên là do nhịp số 6 chúng ta đàn đến nốt pha mà chúng ta lại bấm rê trưởng, cho nên các bạn hãy nhớ là các bạn dùng ngón út các bạn đàn nốt pha để cho tiện lợi chúng ta ráp hợp âm rê trưởng. À, tại vì cái rê trưởng này nó chỉ có cái rải chắc thôi, cho nên các bạn chỉ cần bấm tắt cũng được, không cần bấm đầy đủ, tại vì chúng ta chỉ dùng cái rải xuống là từ dây 4 xuống chắc. À, cho nên là chúng ta có thể là không cần bấm đầy đủ rê trưởng, bấm đầy đủ nó hơi khó hơi đối với các bạn. Rồi như vậy các bạn xem cái nhịp số 6 chúng ta dùng cái ngón út để chúng ta đàn nốt pha cuối cùng như sau. Nhịp số 6 nha. Nhịp số 6 đang ở si đây. Đó, các bạn dùng ngón út các bạn đàn nốt pha để chi, để chúng ta ráp cho kịp cái hợp âm rê trưởng chúng ta rải tiếp. À, giống như nhịp số 6 thì nhịp số 7 này các bạn đàn nè. Trát trát chát pha la si đô đô thăng nha. Các bạn cũng phải dùng ngón trỏ để mà chúng ta đàn nốt đô. Tại sao? Tại vì cái nhịp tiếp theo chúng ta đàn pha pha 7, pha thăng 7 là nó ở hợp âm như thế này. Nhưng mà các bạn thấy là đây hợp âm pha thăng 7 nè, bấm đầy đủ nè. Pha thăng 7 bấm đầy đủ. Các bạn để ý, cái hợp âm pha thăng 7 này là ngón trỏ chúng ta bấm ở ngàn số 9, 6 giây. Còn ngón nhẫn chúng ta bấm dây 4, ngàn số 11. Và ngón út chúng ta bấm dây 2, ngàn số 11. Cho nên là đây là đầy đủ. Thì chúng ta có thể bấm tắt là ngón trỏ đưa xuống dưới vậy. Hoặc là nếu chúng ta chỉ dùng 3 giây, chúng ta chỉ cần ngón út. 3 giây là ngón trỏ này là dây 1, dây 3 và ngón út dây 2, dây ngăn này là đủ. À, chúng ta chỉ cần một cái chắc. Cho nên chúng ta có thể bấm hơi khó đối với các bạn nè. Chúng ta bấm liền như thế này, từ đây nè ha. Chúng ta đàn từ cái nhịp số 7 qua đó là chúng ta bấm cái đó nó hơi khó. Nhịp số 7 đây. À, nếu mà chúng ta vừa đàn xong cái đó chúng ta chắc liền mà chúng ta bấm không kịp thì nó sẽ thanh ra nó điếc. Cho nên các bạn dùng 3 giây thì các bạn chỉ cần ngón út hoặc là ngón nhẫn luôn, chúng ta bấm dây 2 như vậy là được rồi. À, tại vì chúng ta chỉ dùng 3 giây dưới chúng ta chắc lên à, cho nên là bấm vậy nó mới kịp nha các bạn. À, chỉ cần như thế này là đủ rồi. Như vậy nhịp số 8 là chắc cái pha thăng 7. À, như vậy ở đây nó là nốt gì? Mi, re, đô, si. Lưu ý nốt 1-9 tức là nốt đô thăng. Ở đây là nốt đô thì đây là đô thăng. Rồi nhịp số 9 chúng ta có nhắc lại nhịp số 8 là chúng ta chắc cái pha thăng 7 cái chỗ này. Xong rồi chúng ta làm mi re đô si. Lưu ý mi là ngay phách, re ngay phách, nhưng mà đô si là hai nốt cho nên chúng ta đàn liền nha. Rồi như vậy nhịp số 9 chúng ta chắc lên cái si thứ một cái.
Rồi phát thứ hai chúng ta quạt xuống son trưởng, phát thứ ba chúng ta quạt xuống pha thanh trưởng, hoặc là pha trưởng cũng được, pha thanh trưởng hoặc pha thanh bảy cũng được. Thì các bạn, nếu các bạn bấm kịp pha thanh bảy thì các bạn đàn pha thanh bảy. Và nhịp số 4 chúng ta đàn mi. À như vậy chỗ đây nhịp số 4 này, à cái phách số 4 này nó có tới hai cái quạt cho nên chúng ta phải đàn nhanh. À như vậy các bạn nghe lại, tôi đàn từ nhịp số 8 qua nhịp số 9 như sau. À như vậy là chúng ta nhồi như thế để chúng ta vào bài hát. À, đó là cái phần intro, tôi đàn chậm chậm lại cho các bạn nghe nha. Vừa dứt cái nhồi của nhịp chính là chúng ta vào liền, tại vì bài hát của chúng ta có bốn phách câu đầu tiên. Chuyện tình đôi mươi, à như vậy là chúng ta phải hát liền nha các bạn, các bạn không có một cái thời gian nghỉ, vừa đánh xong cái đó hát liền. Rồi chúng ta vào bài hát. Phần bài hát thì tôi đã phân phách cho các bạn rõ ràng, à tức là đàn chỗ nào và hát chỗ nào rất là cụ thể, cho nên là các bạn phải cố gắng nhìn ký âm ca, phải đọc ký âm cho thật hiểu rõ thì chúng ta sẽ dễ dàng để luyện tập thôi. Rồi câu đầu tiên là chuyện tình đôi mươi, như vậy là dòng số 1 chúng ta chỉ cần là đánh một nốt si, à nốt bass si, hoặc là chúng ta vuốt. À cái đó vấn đề vuốt tôi đã nói nhiều với các bạn rồi, các bạn có thể vuốt mà các bạn chạy từ từ. À nhưng mà quan trọng nhất chính là nốt cuối cùng, là nó phải rớt ngay cái câu của người ta hát, cho nên người ta hát chuyện tình đôi là tới chữ đôi là các bạn quốc rồi, đôi mươi làm sao cho chữ mươi nó khớp với nó xì là được nha, các bạn quốc sao cũng được, hoặc là chạy. À quan trọng nhất chính là nó xì đó. Rồi câu số 2 thì ở đây tôi nói cái cách đàn của tôi là như thế này, là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 tôi sẽ đàn theo kiểu này sao, tức là bát trước nằm xuống lên chọc. Mà các bạn sẽ, cái này hình như là cũng có một hai bài tôi hướng dẫn rồi. À, xuống lên chập là phách đầu tiên. Xuống lên chập, lên bass, lên bass, lên bass. Xuống lên chập, lên bass, lên bass, lên bass. À, tôi nói chậm lại các bạn nghe cách đánh như sau. Bass là bass, này là bass cuối cùng của một cái câu hát nha. Xuống lên chập, lên bass, lên bass, lên bass. Xuống lên chọc, lên bass, lên bass, lên bass. Như vậy ở ngay si thì chúng ta đánh bass dây 6 và dây 5, nhưng mà khi chúng ta chuyển đi thì theo như công thức tôi hướng dẫn là chúng ta sẽ đánh hai bass cũ và chúng ta đánh một bass mới. Xuống lên chọc, lên si, lên si, lên mi. Xuống lên chọc, lên mi, lên mi, lên pha. Xuống lên chọc. Đó, như vậy. Như vậy công thức của tôi đánh là như thế nha các bạn. Xuống lên chọc, lên bass cũ, lên bass cũ, lên bass mới, tức là khi chúng ta chuyển đi hợp âm đi thì chúng ta đánh hai bass của hợp âm hiện tại, tức là đang ở si thì đánh hai cái bass si, chuyển qua mi thì đánh bass mi. Nhắc lại, xuống lên chọc, lên si, lên si, lên mi. Xuống lên chọc, lên mi, lên mi, lên pha. Xuống lên chọc, lên pha, si. À, đó là cách đánh bình thường khi chúng ta chuyển hợp âm. Rồi như vậy nếu có chuyển hợp âm giữa nhịp thì sao? À, như vậy chẳng qua đơn giản nè. Xuống lên chập, lên bass 1, lên bass 2, lên bass 3. Như vậy chúng ta chuyển hợp âm giữa nhịp là lên ngay bass 1. Xuống lên chập, lên chuyển, lên bass, lên chuyển. À, như vậy giả sử như từ si chúng ta chuyển qua re, chuyển qua la,
từ la chuyển xuống re trưởng chẳng hạn. À vậy chúng ta đánh như sau: xuống lên chọc lên là lên là lên re. À như vậy tức là chúng ta chuyển hợp âm giữa nhịp qua la trưởng và cuối nhịp chuyển về re, đó là cách chuyển hợp âm giữa nhịp. Còn nếu có chạy bass thì công thức nó sẽ là như sau: xuống lên chập lên bass, đấy bass này là bass bình thường, sau đó mới là lên bass. À, xuống lên chập lên bass bass bass, ba cái nốt bass sau chính là chạy bass. À, ví dụ như thế này, xuống. À, ví dụ như từ C chúng ta muốn chuyển qua son trưởng, chúng ta dùng câu bass là xì pha thăng son. À, nốt bass của chúng ta gồm 3 nốt. Như vậy chúng ta đánh nguyên nhịp như sau: xuống lên chập lên si pha son. Đó, như vậy là cái bass đầu tiên chỉ là cái bass bình thường của cái nhịp chúng ta đánh thôi, còn 3 cái bass cuối cùng mới là chuyển hợp âm. À, tức là chạy bass để chuyển hợp âm. Rồi câu đầu tiên chúng ta có là chuyện tình đôi người chẳng chưa không bao giờ phai. Đó chính là câu bass vừa rồi tôi ví dụ là chúng ta chuyển từ C qua son trưởng, xuống lên chập lên C pha son, pha thăng nha các bạn, pha thăng F2 là pha thăng. À tức là 6-2, nốt 6-2 là pha thăng. Rồi chuyển qua son rồi đó. Rồi câu tiếp theo: như dòng suối tình êm mai. Như vậy các bạn thấy chữ dòng là chúng ta chuyển sang la trưởng, cho nên đang từ ở son trưởng, à la 7 đang ở son trưởng, chúng ta đàn xuống lên cập lên là lên đi. À như vậy, à ở đây có chạy bát luôn, vừa chuyển hợp âm giữa nhịp vừa chạy bát nha. Như vậy đang ở son, chúng ta đánh xuống lên cập lên là si đô rê. Đô này đô thăng nha các bạn. Câu bát của chúng ta là si đô rê. À bốn nốt, ở đây có bốn nốt. À xuống lên chập lên, à chuyển la 7, xuống lên chập lên la 7 lên là si đô rê. Nếu mà câu bass, câu chạy bass chúng ta có 3 nốt thì chúng ta đàn bình thường bass đều nhau. Nhưng mà nếu câu chạy bass có 4 nốt bass thì các bạn phải đàn 2 nốt giữa nó nhanh lên chút. Bass. À như vậy nó là la si đô rê. Thay vì hồi nãy là si pha son đàn đều nhau, 3 nốt đều nhau. Si pha son. Còn câu chạy bass này là từ la chuyển xuống rê 4 nốt gồm có la si đô rê. Như vậy la si đô là chúng ta đàn nhanh chút rồi ngưng lại mới rê. Rồi như vậy câu số 3 của chúng ta đánh như sau: xuống lên chập lên là si đô rê. Rồi câu số 4 thì chúng ta có một cái câu lái ở rê trưởng như sau, chúng ta móc lên rê trưởng. À câu lái cũng là ba phách, phách đầu chẳng qua là cái móc thôi. Chắc si là chắc si la son, đó là phách đầu, phách thứ hai đó. Si la son la rê mi fa, đồng thời chúng ta chuyển về si thứ. Rồi các bạn nghe tôi hát là thôi, cứ nói tiếp tới hết đoạn là tôi sẽ hát lại từ đầu các bạn nha. Rồi từ si thứ này chúng ta chuyển sang cái câu có anh và em, chuyển sang mi thứ bằng cái câu bát: xuống lên chập lên xì lên lên phà xì mi. Pha si mi, đây là câu chạy bass. Pha si mi, còn cái bass si đầu tiên là chẳng qua là cái bass của điệu thôi. Như vậy ở si chúng ta đánh như sau: xuống lên chập lên si lên pha si mi. À, tức là dùng bass mi dây sáu để chúng ta chuyển sang mi thứ. Đó là câu có anh và em. Rồi tiếp tục. Còn ai nữa thì câu này là nhịp bình thường từ mi chuyển sang pha thăng 7. À, xuống lên chập
lên mì lên mì lên tha thăng à khoa thăng bảy đây. Rồi câu số 6 là đã yêu nhau trong cuộc đời, thì câu này chúng ta sẽ dùng một câu lead chạy theo. Như vậy chúng ta đánh câu số câu 7 chúng ta đánh như sau, chúng ta móc lên cái pha thăng 7 một cái chất cái. Không, chất cái. Câu này rất là quen thuộc với người chơi bolero. Đó là gì? Nhưng mà đánh ở cái tông si này các bạn nha. Fa son fa mi re do si. Lưu ý, fa ở đây là fa thăng, do cũng là do thăng. Fa son fa mi re do si. Đó là câu số 7. Đồng thời câu số 8 chúng ta đánh một câu lái như sau, chết cái. À các bạn hãy dùng cách vuốt từ nốt tay chúng ta đang bấm si thứ, chúng ta vuốt từ nốt fa về nốt mi, nó nghe hay hơn như thế này. À đó là hai phát rồi đó nha, câu lái số 8 á nha. Xong, phát thứ 3 là check mi. Phát thứ 4, phát số 4 là phát số 4 gồm 4 nốt cho nên chúng ta sẽ đàn nhanh. Làm lại từng phát một như sau. Đó, các bạn nghe lại. Tức là nó là gì? Chất pha son chất son pha son re mi a re si. Làm lại chất pha son chất son pha son re si. Đó là câu lái số 8. Rồi tiếp tục chuyện mình từ, thì chúng ta sẽ đang ở tại cái si thứ này và có câu chạy bát là fa la si. Rồi các bạn nghe lại, xuống lên dập lên fa lên fa la si. Đó là chuyện mình từ. Rồi đó là câu số 9. Câu số 10 thì một chiều dừng chân chú mưa, chúng ta lại từ si chúng ta chuyển qua mi, nhưng mà lần này chúng ta không dùng bát 6, chúng ta dùng bát 4. Ý nói rằng trong mi thứ này các bạn có thể dùng bát bằng dây 4, có thể dùng bát là dây 6, bởi vì tất cả hai đó đều là nốt mi. Như vậy các bạn nghe cái một chiều dừng chân chú mưa nè, từ si nha. Xuống lên chọc lên xì lên xì pha son. Ở đây các bạn cũng vuốt như câu lái nãy. Xuống lên chọc lên xì pha son. Đó là một chiều dừng chân chú mưa đó. Rồi ta bên nhau câu số 11 thì chúng ta từ si chúng ta vẫn giữ ở từ hợp âm mi chúng ta vẫn giữ nguyên, cho nên chúng ta đánh bát hai cái bát dây 5 một bát dây 4. Xuống lên chọc lên xì lên mi. Nhịp số 12, nhìn cộng viên là đồ, từ mi chuyển sang la 7 các bạn đánh nhịp bình thường hai lần, hai cái bass mi một cách một bass là bình thường. Xuống lên chọc lên mi lên là chuyển qua la 7 rồi đó các bạn. Đó là nhịp số 12. Và nhịp số 13 thì từ la 7 chúng ta chuyển sang pha thăng, la trưởng chúng ta chuyển sang pha thăng 7, thì chúng ta cũng đánh bình thường nhịp, tức là xuống lên chập lên là lên pha, không có bass hay là không có chuyển giữa nhịp gì cả. Xuống lên chập lên là lên pha. Rồi đó là tuy chưa quen rồi đó ha, mà sao tình như đã, thì từ pha chuyển về rê cũng đánh bình thường không có chạy bát gì cả. Xuống lên chọc lên phà lên phà lên rê, chuyển xuống rê rồi đó. Rồi dấu ngoài còn e, dấu ngoài còn e thì chúng ta sẽ đàn tiếp tục đang ở rê trưởng. Xuống lên chọc lên son mi mi. Mấy cái kia là chúng ta quạt xuống không nha. Xuống lên chọc lên son mi mi fa. Dấu ngoài còn e. Đó. Rồi như vậy chúng ta xong đoạn số 1.
tôi đàn lại và hát thật chậm cho các bạn nghe đoạn số 1. Chuyện tình đôi mươi chẳng chưa thông đau đớn các bạn nghe lại. Chuyện tình đôi mươi chẳng chưa không bao giờ phai như dòng suối tình hiện tại. Có anh và em còn ai còn ai nữa bắt nó chưa chính xác. Lần thứ hai các bạn nghe lại. Chuyện tình đôi mươi chẳng chưa không bao giờ phai như dòng suối tình hiện tại. Có anh và em còn ai còn thì đoạn số 2 và đoạn số 3 giống y như đoạn số 1, chỉ khác hai câu cuối. Như vậy hai câu cuối là câu 14, 15 á. À câu từ câu 13 xuống 13, 14, 15 thì 13 vẫn giữ nguyên cái la trưởng. Và 14 mới chuyển qua pha. À 14 chuyển qua pha và đồng thời 15 là chúng ta đánh câu bass. À, từ pha đến bát xuống, xuống lên xuống lên phà đô si phà đô si. À, đó là câu bát để chạy về cái câu không em âm thanh. Như vậy các bạn nghe lại cái chỗ này nha. Xe tan lăn buồn trong. À, từ câu 12 đi, tại vì nó có giữ nguyên một cái la trưởng, tôi hát từ câu 12. Về bên kia cõi đời sẽ tan lặng buồn trong lòng cô băng không em âm thầm. À, câu lái này là câu lái số 16. Đoạn đầu nó gần giống với câu lái số 8 nhưng mà đoạn sau thì nó không giống nha. Các bạn nghe lại. À chắc pha mi chắc về đồ xì là xì. Nghe lại. Chắc pha mi chắc về đồ là xì. Đó là câu số 16. Rồi chuyển qua phần điệp khúc thì phần điệp khúc là cách đánh tôi sử dụng cách cũ, nhưng mà mình đánh theo kiểu là sử dụng nốt bát, nốt bát cuối các bạn, và đồng thời có kèm theo nốt nối đuôi. Tức là các bạn hãy xem cái clip mà tôi hướng dẫn đánh điệp khúc bằng 3 cấp độ thì cách này tôi đánh gần giống giống như cái cách cấp độ số 2 các bạn.
tức là cấp độ mà chúng ta có dùng nốt bass, và chúng ta còn có thêm một nốt nó đuôi. Các bạn hãy xem lại clip đó để biết cách đánh rõ hơn nha. Rồi, khi chúng ta vừa hát xong không em âm thầm thì chúng ta chạy một cái câu lead qua này, điệp khúc luôn. Ôi, rồi câu lead của chúng ta như sau, đang ở si thứ chúng ta móc chắc lên chắc. Rê đô rê, rê đô rê, đô thang nha. Rê đô rê, tiếp tục. Fa son fa son, son này son dáng, tức là fa thì đúng fa, fa với fa thang đó. Fa son fa son, ở đây thì tôi để 4-3-4-4 thôi, tức là fa son fa son si. Ở đây là la thang nè, la si. Như vậy nốt này là nốt la, thì nốt này là si dáng hoặc là la thăng, rồi si. Như vậy chúng ta có một cái câu lead như sau, chắc. Rê đô rê, rê đô rê, fa si fa, fa son la si. Như vậy ngay chỗ si đó chúng ta quạt thôi, chúng ta không nặng nốt si, để chúng ta vào cái bài câu hát là ôi. Rồi các bạn nghe lại từ nhịp số 16 qua, 15 qua. Không em âm thầm, à từ pha pha thăng bảy chứ, làm lại nha. Nhịp số 15. Không em âm thầm, ôi về đâu. Như vậy chỗ này là chúng ta bắt đầu đánh điệp khúc, không có gì khác với những cái phần điệp khúc chúng ta đã đánh, không có chạy bass, không có lead lấy gì nhiều, cho nên chỗ này tôi chỉ hát qua thôi các bạn nha. À, các bạn nghe tôi hát chậm chậm để các bạn theo. Làm lại chỗ câu lead. Chỗ bùi lấp là chúng ta bấm si 7. Si 7 như thế này. Ngón trỏ chúng ta bấm 6 dây của ngăn 2. Ngón nhẫn chúng ta bấm dây 4 ngăn 4. Ngón út chúng ta bấm dây 2 ngăn 4. Đó là si 7. Rồi, như vậy chúng ta nghe lại. Chuyển tiếp qua cái đoạn điệp khúc thứ hai là nay, à nay em về đâu, thì vừa dứt cái chỗ là tình à, mình đang trốn nghe la bảy, à nghe pha thăng bảy, các bạn sẽ đánh như sau, chết xuống xuống xuống, à phát số 1 là chết, phát số 2 là xuống xuống, nhưng mà chúng ta đánh liền luôn cái xuống thứ 3 để cho nó qua phát 3, nó như thế này. Chắc xuống 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 xuống, rê si, chuyển qua si đó, à bạn nghe nghe kỹ nha, cú pháp nó như sau, chắc xuống 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 si, tức là nay là chúng ta quạt cái si cuối cùng, hơi khó, rất khó tập, các bạn phải chịu khó tập từng phát một, nghe kỹ nè, chắc xuống 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 nay. Nó có những cái độ nhị đàng hoàng, chát xuống xuống, à như vậy cái phát thứ hai là ngay cái xuống thứ hai nha, chát xuống xuống xuống, nó lú ra một cái xuống cho của phát thứ ba rồi nó ngừng, các bạn nghe kỹ, rồi lại thêm hai cái xuống nữa để nó ngay phát thứ ba, nghe kỹ đây, chát xuống 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 xuống
nay, cái chữ nay đấy là chúng ta từ khoa thân bảy chúng ta chuyển xuống xì. Như vậy, nói lại một lần nữa, chết xuống nay. Em ơi còn đâu, tuổi xuân chỉ có đánh cái phách thứ ba là chát chát bum chát chát si, từ đây từ ngay cái cho đời yêu hắn chát bum bum chát chát bum bum chát chát ba cái chát nha, chát chát bum bum chát chát bum bum chát 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 si, đó là như nghĩa trang. Và ngưng ngay tiếng đàn, chúng ta hát vào đoạn số 3 luôn, không có lít lái gì cả. Rồi, như vậy đoạn 2, đoạn 3 thì nãy tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Như vậy chúng ta đã hát hết bài. Thì khi hát hết bài, chúng ta đánh gian tấu xong, chúng ta quay đầu lại cái phần điệp khúc. Tôi hướng dẫn các bạn gian tấu. Gian tấu này thì nó cũng gồm 9 nhịp, nó chỉ là giai điệu của bài hát thôi. Cho nên có những chỗ giống giống, tôi sẽ nói nhanh chút nha các bạn. Rồi, cái nhịp đầu thì nó giống y như intro. Y chang như intro ha. La si fa la si, nốt đầu nó liên. Rồi tiếp tục. Các bạn để ý có một nốt liên là 1 9 1 10, tức là nốt đô liên qua nốt rê. Nhưng mà nó không có nghe dấu sao mà nó có chấm 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 như vậy, chúng ta đàn trước khi chúng ta gõ nhịp, nghe kỹ đây. Thấy không? Đô là ngay nè, đô đầu tiên là cái nhịp 2 nha, đang nói nhịp 2, đô là ngay phách nè. Như vậy cái phách thứ hai là gọi là nhịp trẻ. Nghe lại. Như vậy nó là gì? Đô, đô đô rê, đô si si la si. Đó là nhịp số 2. Nhịp số 3 cũng nhịp trẻ luôn. Nhịp pha nhịp trẻ nha. La là ngay phách nè. La pha. La pha. Các bạn nhịp trẻ thì cũng nếu mà chúng ta chưa đàn được, chúng ta sẽ thấy nó rất là khó. Phải chịu khó tập, bởi vì trong cái quá trình chúng ta gian tấu hay solo gì đó là sử dụng nhịp trẻ rất nhiều, mà nhịp trẻ nó mới hay. Chứ thường nó không có ngay đúng phách. Rồi các bạn nghe lại. Ở đây chúng ta có nốt liếng. La pha pha la pha lá nè. Pha la rê. Rồi lại rê mi liếng luôn. Hai nốt liếng trong cùng một cái nhịp, các bạn nghe lại. Rồi, nhịp số 4 này của chúng ta chỉ là một câu lái thôi. Chắc lên cái, chắc ghi rê trưởng chỗ này nè. Như vậy chúng ta vừa đàn xong cái nhịp số 3, chúng ta cũng dùng ngón út, chúng ta bấm nốt pha giống như hồi nãy. Em ái là ghi nốt pha ngón út nè, chúng ta chắc cái rê trưởng lên. Câu này giống câu lái hồi nãy trong bài hát rồi, nhưng mà ở đây mình solo ở ngăn cao hơn. Đó là gì? Đó là si 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 la son. Son thăng nha. Nó son đúng. Si 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 la son la re re mi fa. Nó có nó liếng nữa. Rồi, như vậy đó là câu lái số 4. Câu lái số 5 thì chúng ta vừa đánh lái xong, chúng ta trở về si, chúng ta rải track.
À, cố tình rải crest này là để chúng ta lấy cái nốt cuối cùng nè. Lẽ ra nó sẽ như thế này. Nào. Có anh bà em si fa mi re mi. À, thế nhưng mà chúng ta rải cái đầu crest là chúng ta lấy cái nốt si, nó nghe hay lắm các bạn. À, đó, chúng ta rải để chúng ta lấy nốt si đó. Rồi, đó là nhịp số 5. Nhịp số 6 tiếp tục có nhịp trẻ luôn. À. À, đó nào, nhịp số 6 nha. Đô a rê mi rê rê mi fa. Như vậy nhịp trẻ ở cái phát số 2. Rồi, nhịp số 7 chúng ta đánh câu lái, chúng ta bỏ một phát. À. Thì cũng giống câu lái hồi nãy ở đây, nhưng mà chúng ta đánh ở ngăn cao. Đó là câu gì? Luyến là fa son. Fa son luyến nè. Son fa mi re do si. Ở đây là lưu ý là đó là nốt fa và nốt do đều là thăng nha. Rồi tiếp tục một câu lái nữa. Câu lái ở đây, câu nãy là câu lead đi theo bài hát, còn câu lái số 8 đây. À, câu lái số 8 như sau. Chết fa mi chết mi fa mi re si. Làm lại. Chết fa mi chết. À, chết à, đang ở si chúng ta chuyển xuống mi và chết mi lần nha. Chết fa mi chết mi fa mi re si. Đó là câu lái số 8. Cái này trong cái phần, hình như trong cái phần tôi đàn mẫu tôi không có đánh câu lái này. Thì đánh không đánh câu này thì coi như chúng ta nói liền. Rồi câu số 9 tiếp tục. À, ba nốt si. Chắc si si si. Đó là câu số 9. Tiếp tục chúng ta sang nhịp số 10. Có nhịp trẻ nha. La si la si re fa la mi. La này là luyến, luyến từ fa qua lá nha. La si re fa la mi. Rồi chúng ta cũng bấm mi thứ, bấm tắt cũng được rồi các bạn, bấm tắt như thế này. Chúng ta rải tiếp nhịp số 11. Mi 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 tra chắc mi 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 re mi mi fa đô. À, đô này đô thăng nha. Thì chúng ta dùng nốt đô này câu 12 đó. Re mi có nhịp trẻ. Re mi mi fa đô. Đô này chúng ta hãy dùng ngón giữa để chúng ta bấm la trưởng luôn. Nha. Ra chắc đô 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 mi. À, nhịp số 14 luôn rồi đó. 13 14 luôn đó. Đô 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 mi re re mi fa. Có nốt liếng, có nốt trẻ luôn, nhịp trẻ luôn. Nhịp số 14. Đô re đô đô mi. Đó, phát nhịp trẻ đó. Đô mi. À. Đô mi re re mi fa. À, ở đây có nốt liếng. Rồi chỗ này chúng ta bấm một hợp âm fa thăng 7 hồi nãy, chúng ta chỉ cần một cái chất giống như nãy tôi nói các bạn rồi. Chỗ này à, cái fa, nhưng mà ở cái nốt này, cái nốt này chỗ này á, nốt dây dây hai này chúng ta bấm fa thăng 7 hơi khó, chúng ta phải dùng tay lui về đây. Đây là fa thăng 7. Làm sao biết đây là fa thăng 7 thì bạn hãy để ý là chúng ta đã từng biết re thăng re 7 ở đây rồi ha. Re 7 vậy thêm một cung nữa, tức là hai ngăn nữa là mi 7.
đúng không? Đây đê 7 thêm 2 ngăn là đê 7, thêm nửa ngăn là pha, pha 7. Như vậy thêm một, à, thêm một ngăn là pha 7, giờ thêm một ngăn nữa nó chính là pha thăng 7. À như vậy hồi nãy chúng ta dùng nốt này, nhưng mà chúng ta phải nhanh tay chúng ta bấm pha thăng 7 chắc lên. Rồi các bạn nghe lại nhịp số 14 qua cái pha thăng 7 này. À phải chịu khó tập nha các bạn. Có thể các bạn sẽ bấm không được, từ từ sẽ được. Đó là pha thăng 7. Rồi là pha thăng 7 đâu qua nhịp số 15. Mê như vậy là đã coi như đã hết đoạn của giai điệu rồi đó. Chúng ta đánh một cái câu câu lead để dẫn vô điệu khúc. Ôi câu lead của chúng ta như sau, đánh giống như chạy, tưởng tượng như chạy âm dài. Ôi là đồng thời cái đó chúng ta sẽ hát chữ ôi để vào điệu khúc luôn nha các bạn. Và đàn lại chỗ si thứ này chúng ta xuống cái nè. Hoặc là chúng ta trở về đây chúng ta bấm cũng được. Đây nghe lại. À, đó là chúng ta đã dàn ra cái phần dàn tấu. Giờ tôi đàn dàn tấu lại thật chậm cho các bạn nghe một lần nữa. Bạn nghe lại. Rồi. Nghe lại nha. Dàn tấu thì cuối cùng rồi các bạn hát lại điệp khúc, rồi các bạn hát hết bài thì cuối cùng chúng ta sẽ có cái phần outro. Ví dụ như cái đoạn cuối của chúng ta là nghe tràng, giống như chúng ta đang ao ha, là chúng ta ngưng đàn nghe tràng lạnh lùng, tức là ngay nó bát si này. Xong các bạn đánh như thế này, đánh cái câu outro như thế này nha, đang ở si thứ nè. Nghe tràng lạnh lùng chắc à. Rồi tiếp tục, đây là gì? Đây là si đô rê đô thăng nha các bạn. À nghe lại, si đô rê rê đô la si, chắc cái nữa. Rồi si là si la fa la mi fa si, đó là các bạn hai cái câu chúng ta đánh cho ao ao trồ. Nghe tràng lạnh lùng outro. Như vậy cái phần hướng dẫn của cái bài Bolero dấu chân kỷ niệm tông si thứ của tôi đến đây là kết thúc. À, xin tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở một cái video clip tiếp theo.